Năm 1930, sau khi chính phủ Nam Kinh Bắc Phạt thành công, thành lập tân chính phủ, nhưng khu vực trung tâm của Thượng Hải lúc bấy giờ vẫn bị phân chia thành ranh giới qua tô giới công cộng và tô giới pháp. Định chế của ba nơi khác nhau, mạnh ai nấy quản lý. Thế lực bang hội của tô giới pháp không ngừng phát triển, trong đó có công ty Tam Hành do ba đại hành Thượng Hải kinh doanh và lũng đoạn đa số việc buôn bán á phiện. Nhờ đó tiền vô như nước hùng cứ một phương, đạt đến mức độ không thể khống chế. Thượng Hải thập niên 30. Cùng lúc đó, Liên minh quốc tế dương cao ngọn cờ các nước cùng cấm thuốc. Tân chính phủ vừa ổn định lòng dân, tạo dựng uy tín, tiến hành cấm thuốc cả nước. Đồng thời trong xã hội cũng nổi lên tiếng nói hưởng ứng nhiệt liệt. Tranh giới qua tổ én. Không có tiền bắt trước người ta hút ác phiện hả? Lần trước còn chưa đưa tiền, lần này còn thiếu sao? Làm ơn có thể chạy nhanh hơn được không? Phản đối Đông Hải, không được nương tay. Xin hãy ngươi Đình Đình, em làm gì vậy? Bắt trước người ta tuần hành cái gì chứ? Triệu Khuôn à, ác phiện hãy dừng chúng ta thê thảm như vậy. Chúng ta không thể quỷ mặt làm ngư. Ông Kiều. Anh Triệu Khuôn, tham gia với tụi em đi. Anh tham gia luôn đi. Đừng tay, đừng đánh nữa. Có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh. Từ từ nói hả? Có gì từ từ nói. Hút phiện ăn giật, không đáng đánh sao? Cứu con với bà, cứu con với. Nè, không trả tiền không đi được. Cậu đừng làm bậy nha. Cho cậu biết, tôi biết ông Kiều đó nha. Ở Thượng Hải em mà không biết ông Kiều chứ. Nhưng mà ông ta không biết ông. Tôi nhất định phải đưa nó đi. Muốn đi hả? Phản đối độc hại, không được nương tay. Hút thuốc phiện không trả tiền, không biết chỗ của anh tại sao. Bán ác phiện còn đánh người nữa. Ngừng tay, ngừng tay, ngừng tay. Đám khốn kiếp này, coi chừng trời không tha các người đó. Đúng là đáng ghét, không cần khách sáo với họ. Chúng ta phóng hỏa đốt tổ ấy này đi. Đúng rồi, đốt đi, 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 đốt đi. Dừng tay, dập lửa đi. Dạ. Đâu đây? Dừng tay. Mọi người, anh Thiên căn dặn không được động tới đám học sinh này. Chúng đốt cái đá phiện của chúng tôi rồi. Chúng tôi làm sao đối với anh Sơn đây? Đúng là cả người tới. Anh Thiên căn dặn không được làm khó đám học sinh. Có chuyện gì anh Thiên sẽ phụ trách. Cho bọn chúng đi. Em à, Đào Ba, chúng nó có tuần bộ tới. Rút trước đi. Không sao đâu, mọi người đi đi. Đi. Ba. Chú Hoa. Ba. Chú Hoa. Chú Hoa. Ba.
quan trọng nhất là con không sao. Con không sao hết đâu ba. Chú Ba. Ba. Chú Ba. Ba. Tôi có chút chuyện phải đi trước. Được. Tạm biệt. Mọi chuyện lo tới đâu rồi? Chuyện đã giải quyết xong rồi. Đám học sinh đã đi hết. Anh Thiên à, chúng ta có một số tổ án bị người ta phóng hỏa, tổn thất khoảng chừng mười mấy thùng hàng. Hàng mất đi là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là người không sao. Dạ. Còn nữa anh Thiên à, lúc tụi em tới hiện trường thì đám anh em đang đánh học sinh. Sau khi tụi em kêu chúng dừng lại thì thấy chú Hoa mình dính đầy máu nằm dưới đất. Tụi em đã lập tức đưa vào bệnh viện rồi, nhưng mà trước khi tới bệnh viện chú Hoa đã bị mất máu quá nhiều nên chết rồi. Còn xuất thân từ chỗ của chú, người ta không dám nói con, chú dám. Chú coi con là con mới nói với con thôi. Con thầy chú mấy lâu, chú không muốn thấy con sai đường, không có kết quả tốt đâu. Ai làm vậy? Là đàn em của anh Sơn, Đào Ba. Nó đã lên cơn điên đánh chú Hoa. Trước khi chú Hoa chết, chỉ quan tâm tới đứa con có sao hay không. Quyền à, lập tức tới chỗ của chú Hoa. Tới Tâm Hành trước đi. Tâm Hành. Tôi với Pháp. Đốc sát trưởng, chúng tôi mới nhận được tin, biết ông lại thành công đập tan băng nhập nha, thu hồi một lượng lớn can sức đem về. À phải đốc sát trưởng, sợ lúc nào ông cũng có thể mau chóng phá án, mới được người bản lĩnh quá vậy. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đốc sát trưởng, tỷ lệ phá án của chúng tôi là cao nhất, nhanh nhất. Cho nên đốc sát trưởng mới có thể trở thành đốc sát trưởng người Hoa đầu tiên trong lịch sử từ trước tới nay ở tù giới Pháp. Phá án là trách nhiệm của tôi, mấy tên cướp giật đó làm sao cản đường chúng tôi chứ. Nhớ năm xưa Tống Nghĩa bị người ta giết chết ở ga xe lửa, tôi chỉ bỏ ra thời gian 5 ngày đã có thể bắt hung thủ cho được pháp trừng trị. Tại sao lại có người đậu chỗ của tôi? Các người lũ lẫn hết rồi hả? Thấy tổng thám trưởng về cũng không kéo xe đi, còn đứng đó hả? Có cần tôi mời không? Phí Ốc Lợi tiên sinh, xin lỗi nghe, đậu mất chỗ của ngài. Tôi mới xuống xe đã bị đám ký giả bao vây, tôi cũng không kịp kêu các anh em đánh lại chiếc xe. Anh nói xong rồi chứ, sao không mau kéo xe đi đi? Tôi chưa nói xong đâu. Đám ký giả ra sức hỏi tôi, thật ra thế lực của tôi lớn tới cỡ nào, còn hỏi tôi tại sao có thể mau chóng phá án. Tôi đã trả lời họ, ngày nào tôi còn ở tôi giới pháp này, tôi muốn thiên hạ phải thái bình. Nếu tôi muốn nó loạn, vậy thì càng dễ. Chỉ cần tôi khoanh hai tay lại là được rồi. Phí Ốc Lợi tiên sinh, ngài nghĩ có đúng không? Đại ca đúng là khéo lựa chọn. Trong số tang vật này, chiếc lắc hột xoàn đó là đẹp nhất. Có phải định tặng cho cô Yến Hồng hay không? Kiếm cái hộp gấm đẹp nhất đựng lại cho tôi. Dạ. Số trang sức này mọi người đem chia đi. Hả? Dạ, sao mình nhiều vậy? Đi theo anh đường, mọi người sẽ phát tài. Chia đi. Anh Thêm, có phải anh kêu đám đàn em bắt Đào Ba vậy không? Làm gì vậy? Người trong nhà cũng bắt hả? Người trong nhà cái gì? Đó là người trong nhà của chúng ta hồi nào? Cậu ta là môn sinh của anh Sơn. Anh cũng biết tính khí của anh Sơn mà, chắc chắn anh sẽ lên cơn điên. Vậy anh có biết suy nghĩ của đại ca hay không? Hả? Hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy? Hả? Đại ca. Không, hôm nay tụi em tới tổ án bên ranh giới qua, thấy một lão già la lối ông Sơn, là người của anh Sơn. Đào Ba
Tức giận quá đánh chết ông ta. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà anh Thiêm đã cho người bắt cậu ta về rồi. Em sợ. Sợ cái gì? Giết người không cần đền tội sao? Người của Cung Khiếu Sơn thì sao chứ? Đã phạm tội thì vẫn phải bắt về đây. Nhưng anh Sơn mà biết được chắc chắn sẽ trở mặt. Trở mặt hả? Chính vì tôi không muốn cho hắn biết. Giết người thì phải đền tội. Nếu Cung Khiếu Sơn dám bao che cho đàn em của hắn, tôi sẽ bắt luôn cả hắn về đây. Có hiểu đại ca nói gì không vậy? Gần đây con chó điên đó sủa bậy khắp nơi. Hắn nhúc nhích một cái thì tôi đã biết hắn muốn gì rồi. Hắn muốn phản tôi chứ gì. Hắn càng phản tôi sẽ càng đạp hắn, đạp đến hắn sát dán mới thôi. Anh Sơn, tôi muốn hỏi chú, có phải Trạch Kim Đường đã bắt Đao Ba không? Hả? Hả? Ông ta không chỉ bắt người của tôi, còn nói sẽ đập tôi sát giáng. Ông ta nói như vậy tức là không để mặt Cung Khiếu Sơn này cả hai cùng đấu thử xem. Được, anh không nể mặt tôi, hôm nay tôi sẽ trở mặt với anh. Đừng mà Cung tiên sinh, cái đó Trạch tiên sinh thích lắm đó, đừng mà. Vậy sao? Thích thở. Thích thở. Thích thở. Thích thở. Thích thở. Thích thở. Anh điên xong chưa vậy? Tôi điên. Tôi nói chú biết, nếu không có Cung Khiếu Sơn này dẫn dắt Trạch Kim Đường và chú của ngày hôm nay sao? Không có tôi móc nối đường dây quân Việt, Tam Hanh có tiền vô như nước như ngày hôm nay không? Hôm nay tôi đánh chết lão già đó có gì ghê gớm chứ? Dám bắt người của tôi như vậy, có phải anh ta nhầm lẫn được không? Chỉ anh muốn gì? Nói cho anh ta biết, tôi mới có tư cách làm đại ca nhất. Anh ta không lập tức thả Đao Ba ra, đừng nói là phòng tuần bộ của anh ta, luôn cả Bá Lạc Môn tôi cũng sang bằng. Mà quyển chiến lát này cũng đẹp lắm, nhưng kiểu cách hình như không được tân thời cho lắm. Đeo vào tay có vẻ như du tục lắm. Tiền Kinh Lý, ca sĩ này hát khó nghe tới như vậy. Hay là anh đuổi cổ đi, lát nữa để em lên hát. Chúng tôi đã ký khế ước với lại Tiểu Mai Quế rồi, tôi sợ bà chủ không đồng ý thôi. Vậy cũng phải, trước giờ ở Thiên Hỷ Môn này đều do bà vợ chằng của anh nắm quyền, lý nào lại cho em hát ở đây chứ. Đại ca, có chút chuyện muốn bàn bạc với anh. Khuya rồi. Tiền à, kêu người đưa Ý Hồng về trước đi. Dạ đại ca. Cái gì? Lại một mình em về trước sao? Đại ca, số hàng bị người ta phóng quả đó, em đã suy nghĩ rồi. Hay là... Đại ca, em điều tra được kẻ đốt hàng của chúng ta chính là đám sinh viên Đại học Kiến Quốc. Đại học Kiến Quốc? Đốt hết cả trường của chúng cho tôi. Hả? Đốt đại học hả? Chúng dám đốt hàng ở lãnh địa của chúng ta, nếu không cho chúng một bài học, vậy thì công ty Tam Hanh làm gì còn chỗ đứng nữa. Đốt đi. Đại ca, không đốt được. Tại sao vậy? Bây giờ khắp nơi đều nói về cấm thuốc. Tân chính phủ vì xây dựng uy tín cũng đòi cấm thuốc nữa. Nếu chúng ta đốt đại học đó sẽ phạm hiệp ước, Tân chính phủ sẽ cảm thấy chúng ta, chà, đúng là đáng sợ lắm. Làm sao khống chế chứ? Sau này chúng ta không thể trụ vững ở Thượng Hải được. Lúc nào chú cũng có nhiều lý lẽ. Chúng ta đã bị mất số hàng đó, số tiền này làm sao tính đây? Thí dụ nguy hết cho em chịu,
Vậy về phía Khiếu Sơn, chú nói với nó đi. Em nghĩ anh Sơn sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì lúc nãy anh mới tới công ty nổi cơn thịnh nộ, anh còn đập bể tấm hình của đại ca với lại bình hoa mà anh thích nhất nữa. Cái gì? Nó lên cơn điên gì chứ? Em nghĩ chắc là anh Sơn còn nhắc chuyện đó. À không, xảy ra cãi nhau với ảnh, ảnh kiếm đồ chọi em né chỗ khác, lỡ chọi trúng thôi. Tôi thấy thực tế nó muốn đối đầu với tôi thôi. Trong mắt nó hoàn toàn không có đại ca này. Tiền à, qua đây. Dạ đại ca. Ý Hồng thích ca hát. Đúng lúc chủ nhật tuần này là sinh nhật của cổ. Chú bao hết toàn bộ Bách Lạc Môn cho tôi, không kinh doanh nữa. Tôi cho cô hát suốt đêm. Thiên à, chú quen biết rộng, đến lúc đó chú sắp xếp đi. Đại ca, đúng lúc hôm đó anh Thiên và Khổng Tiên Sinh có hẹn với nhau để tổ chức dạ hội quyên góp giúp đất nước. Thì dời ngày đi. Mọi người nghe đây, hôm đó mời hết tất cả các người có danh tiếng ở Thượng Hải này, mời hết tất cả tới đây. Tôi muốn cung Khiếu Sơn trực tiếp xin lỗi tôi. Nếu nó không tới, tức là không để mặt tôi. Tôi nhất định không tha cho nó. Dạ biết đại ca. Anh Thiên à, tính sao đây? Buổi tiệc quyên góp đó mấy hôm trước đã hẹn với khách rồi, không thể dời được. Còn nữa nha, họ đã nói rõ anh Sơn nhất định phải tới. Bây giờ tình hình căng thẳng như vậy chắc chắn có chuyện lớn. Chuyện đó tính sao đi, ít ra tối nay không sao. Chở tôi tới chỗ chú Hoa trước đi. Anh Thiên à, di thể của chú Hoa đã làm theo căn dặn của anh chuyển về nhà rồi. Ừ. Ranh giới qua. Cậu tới đây làm gì? Thiên Hoa, hậu sự của chú Hoa anh Thiên sẽ tổ chức long trọng cho chú. Chuyện tiền bạc chính không cần bận tâm. Tôi lấy tiền của các người để làm gì? Anh Hoa có sống lại hay không? Tất cả cũng tại cậu. Nếu cậu không đi bán á phiện thì thằng kia sẽ không bị nghiện á phiện, mà con nó cũng sẽ không chết thê thảm như vậy. Anh Hoa đã từng nói dính liệu đến đám sâu xa như cậu sẽ không có kết quả tốt đâu. Thật không ngờ kẻ không có kết quả tốt lại là ảnh. Cậu đi cho tôi. Cậu đi đây. Bình tĩnh đi mà. Thiên à, con ở lại đây làm ăn đàng hoàng là được rồi, sao phải ra ngoài bôn ba chứ? Chú coi con là con mới nói thôi, con theo chú mấy lâu, chú không có thấy con làm đường lỡ bước đâu, chắc không có kết quả tốt đẹp đâu. Thành thật chia buồn. Cậu đi mau đi. Đi đi. Trái cây.
Anh à, thức dậy đi, trễ lắm rồi. Mấy giờ rồi? Cũng gần 9 giờ rồi. Anh à, giáo viên anh người của con phải về Anh Quốc rồi. Em định mời lại người khác được không? Em tự quyết định đi. Tất cả cũng tại cậu. Nếu cậu không đi bắt Á Phiền, thằng kia sẽ không bị nghiện Á Phiền. Ba của nó sẽ không chết thảm như vậy. Anh Hoa đã từng nói, Vinh Liêu đi năm sâu xa như cậu sẽ không có kết quả tốt mà. Cậu hút đâu? Không hút. Hôm nay anh có nhiều việc làm lắm, sao đủ tinh thần? Không muốn hút. Ranh giới qua. Ba, con đã suy tính giùm ba rồi. Tính cái gì? Lần trước ba nói hãng dệt muốn dạy một số mà. Đúng lúc Đình Đình có người chú bác làm phó hãng trưởng trong ngân hàng Ích Sơn. Họ cũng biết hãng dệt của chúng ta là một hãng lớn ở Thượng Hải, cho nên ông ta đã hứa bằng miệng nói sẽ cho chúng ta vay một số vốn. Không cần đâu, Kiều tiên sinh đã cho ba mượn tiền rồi. Kiều tiên sinh? Ý ba nói Kiều Ngạo Thiên trong công ty Tam Hanh sao? Ba biết người đó hả? Không thân cho lắm. Hôm qua mới là ngày đầu tiên gặp mặt, bởi vì ba có chút qua lại với kế toán của ông ta, cho nên ba mới đánh tiếng nhờ người đó hỏi giùm ba. Ai ngờ ông ta lập tức đồng ý. Ba, hãng dệt của chúng ta làm ăn đàng hoàng, tại sao chúng ta phải dính líu quan hệ với người của ban hội chứ? Là ban hội thì sao? Họ không kêu ba làm chuyện xấu. Theo như lời ba nói, có quyền có thế thì trên hết. Con học luật bao nhiêu năm nay để làm gì chứ? Con làm luật sư để làm gì? Cho nên phân chia rõ ràng. Luật pháp thì nói trong thái bình thịnh thế. Bây giờ ở Thượng Hải, con không nhờ những người có thế lực, thực tế con không thể nào tiếp tục sinh tồn. Con chỉ biết một chuyện, đó là chuyện gì cũng phải trả giá, không đơn giản như vậy đâu ba. Không sao đâu. Đình Đình à, chuyện vay vốn đó, anh ba hồi nói vay bốn hồi nói không, chú bác của em có giận không? Chú vì gia đình em là thế gia, chuyện nhỏ như vậy làm sao mà giận được. Về phía Trác Tham Sự, phiền ông nói lại giùm tôi một tiếng nha. Đó là Kiều Ngạo Thiên mà. Tôi cố hết sức mình rồi. Làm phiền ông ha. Luôn cả hãng trưởng ngân hàng cũng định bợ ông ta. Ở Thượng Hải ông ta lớn nhất sao? Không tiện. Anh Thiên à, nghe cách nói của Khổng hãng trưởng hình như không thể dời ngày thì phải. Khó khăn lắm mới mời được Trác Tham Sự tham gia buổi tiệc quyên góp. Lần này đúng là uổng công phí sức rồi. Còn nữa nghe, chúng ta biết tìm đâu những người có danh tiếng tham gia chứ. Còn nữa, nếu như mà anh Sơn... Cậu đưa toàn vấn đề nan giải, cái tôi cần là câu trả lời. Chỗ nào có thể cho chúng ta câu trả lời? Thiên à. Chị ngồi đi. Cảm ơn chú một lần nữa quyên góp cho sở tế lương. Tiện tay thôi, chuyện nhỏ mà. Lâu lắm rồi chú không tới nhà tôi ăn cơm. Hay là tối nay chú cùng Nhật Lan tới nhà tôi ăn cơm đi. Tôi sẽ làm món túy kê chú thích ăn nhé. Món túy kê đó ăn suốt bao nhiêu năm qua, chỉ có loại chị nấu là ngon nhất thôi. Ngon hết chỗ chê. Nhưng tối nay không được rồi, hôm khác đi. Tại sao vậy? Công ty Tam Hành đã đi vào nề nếp rồi, sao không thể tới nhà tôi ăn cơm chứ? Thật ra tôi có một chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Chuyện này có liên quan tới anh Sơn. Anh Sơn, Trạch Kim Đường cho người mang thiệp mời tới đây. Còn căn dặn kỹ lưỡng nói anh Sơn nhất định phải tới. Nhưng bây giờ tình hình căng thẳng, có thể nói thì không gì vui. Anh Sơn à, không ổn chút nào đâu. Ông dám mời tôi thì tôi dám đi. Tô giới pháp. Chào chị. Chào chị. Bây giờ tôi có chuyện của Đao Ba làm cái cớ, đúng lúc thử thực lực của đôi bên. Chính vì tôi muốn cho ông ta biết, nói đánh
Nó có nhiều đàn em, tôi nhiều hơn Trạch Kim Đường gấp nhiều lần. Đến lúc đó kéo theo anh em cùng xông tới Thiên Hỷ Môn. Nếu ông ta không giao đao bà ra, tôi sẽ lật tẩy ông ta, bí mật ông ta. Chào chị. Chào chị. Tôi có chuyện muốn nói với anh Sơn. Em không tới Sở Tế Lương sao? Tới đây làm gì? Em biết mình không nên xen vào chuyện bên ngoài của anh. Nhưng lúc nãy chú Thiên tới tìm em, chú ấy nói anh tới công ty Tâm Hanh gây rối, đập bể đồ đạc. Còn lớn tiếng nói là đối đầu với đại ca. Hôm sinh nhật Ỷ Hồng, anh định tới đó gây rối thật sao? Dù sao mọi người cũng từng gây dựng Giang Sơn, không lẽ không nghĩ tới chút tình nghĩa gì sao? Em đừng có nghiêm trọng quá. Anh bị đại ca đè đầu bao năm nay, anh chỉ muốn cho anh biết Cung Khiếu Sơn của ngày hôm nay tuyệt đối có tư cách ngang hàng ngang dế với anh. Phải. Nhưng chú Thiên có thể tới tìm em, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nó muốn ôm lão già đó thôi. Chú Thiên đó, ngày xưa chỉ là một người nhà quê tiếng Thượng Hải cũng không rành, bây giờ anh nói khoác lác ở đây. Anh là chồng của em mà, luôn cả em cũng không tin, đi nghe người ta nói. Nhưng chú Thiên không gạt em. Được rồi, anh đã nói anh không sao rồi mà. Anh có gạt em hồi nào không? Năm xưa anh đã nhận bài học để đời, anh khôn lanh hơn rồi. Mấy năm qua anh có chuyện gì đâu? Không được. Trừ khi anh hứa với em, hôm đó anh không tới Thiên Hỷ Môn. Được được, anh hứa với em, anh không đi. Đem kiểu 8 người khiêng anh cũng không đi. Vậy em yên tâm chưa? Hả? Có những khách mời nào đưa danh sách cho tôi coi. Ai nấy cũng có danh có tiếng. Được lắm, sắp xếp rất tốt. Vừa có thể nghe Ý Hồng ca hát, lại có thể quyên góp cho quỹ xây dựng đất nước, nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không làm chứ? À, chú đem buổi tiệc gì đó của chú dời tới Thiên Hỷ Môn này sao? Giỏi lắm, vừa có thể làm náo nhiệt không khí, lại có thể dương cao uy tín cho tân chính phủ, giao các tàu hũ hai đầu sắt. Được lắm, được lắm, quá nhiên suy tính chu đáo ha. Nhưng mà đại ca, lát nữa có nhiều nhân vật hàng đầu tới đây, lỡ như mà anh Sơn thật sự gây rối vậy thì tính sao? Vậy thì càng tốt. Tôi muốn nó đích thân cúi đầu xin lỗi tôi, để cả thế giới đều biết ở Đại Thượng Hải ai mới là đại ca thật sự. Tôi đi coi Ý Hồng làm tới đâu rồi. Tất cả đông đủ chưa? Dạ đủ rồi. Chúng nên anh Sơn sẽ cùng mọi người vào Thiên Hỷ Môn. Nếu Trạch Kim Đường thực sự không chịu giao trả đao ba ra, lúc đó tôi sẽ bắn chị Thiên. Cứ hãy mọi người nghe thấy tiếng súng thì tất cả xông vào cho tôi, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nè, rót rượu cho tôi đi. Nè, dạ. Lấy loại sưu tầm lâu năm cho anh Thiên nếm thử đi. Dạ được. Anh Sơn à, xin lỗi nha, Thiên Hỷ Môn là chỗ của chúng tôi, phiền mọi người để lại đồ nghề nha. Xẻo đi. Anh Sơn. Hôm nay nhộn nhịp nha. Chào các quan khách. Cung Khiếu Sơn, chú làm gì vậy? Không, hôm nay là sinh nhật của cô Trúc Ỷ Hồng, tình nhân của đại ca.
tụi em làm em út, đương nhiên phải thay mặt anh em cạn ly với mọi người rồi. Nè, mọi người cạn ly. Trời, sao đắng vậy? Đây là rượu gì đây? Làm sao tiếp khách được chứ? Chứ muốn làm chú Hề phải không? Lôi nó xuống cho thôi. Dạ, dạ, dạ. Mày lại, xéo. Cùng Khiếu Sơn, chú làm vậy tức là sao? Không, con người của tôi ăn ngay nói thẳng. Bây giờ tôi có một chuyện cứ ấm ức trong lòng mãi, khó chịu lắm, không nói không được. Tôi không ngại vào thẳng vấn đề nói cho anh biết. Anh lập tức thả đao ba ra cho tôi. Chú kêu tôi thả thì tôi thả sao? Tức là không nể mặt. Con người của tôi hãy giận lên, chuyện gì cũng dám làm, anh đừng có ép tôi. Cậu cũng đừng quên, Thiên Hỷ Môn là chỗ của tôi. Có phải cậu muốn mỉ mặt tôi không? Phải thì sao chứ? Đại ca, để em nói cho. Nè, nè, anh đã gài rất nhiều người ở ngoài cửa đó. Đúng vậy. Vậy thì sao? Tôi có một khách quý muốn giới thiệu cho anh làm quen. Không biết anh có hứng thú làm quen Trác Tham Sự hay không? Đại ca, xuống dưới mới nói đi. Đi đi. À, Trác Tham Sự, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Để tôi giới thiệu nha. Người này là Trạch Kim Đường, ông chủ Trạch. Còn người này là Cung Khiếu Sơn, ông chủ cung. Trác Tham Sự là tham sự bên cạnh Quỷ Viên trưởng, Cổng Hãn trưởng. Mọi người cũng biết rõ rồi. Hân hạnh, hân hạnh. Nghe danh hay gì đã lâu. Hân hạnh. Trác Tham Sự, cảm ơn đã nể mặt. Đừng nói vậy. Lần này cũng nhờ công ty Tam Hanh của mọi người ra sức ủng hộ mới có thể nâng cao con số quyên góp cho quỹ xây dựng đất nước. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, mong ông đừng nói vậy, đó là vinh dự của tôi. Hôm nay cũng đông khách lắm, tin chắc nhất định tổ chức thành công. Đáng quý nhất đó là chúc tiểu thư tái xuất biểu diễn, tối nay trình diễn. Đương nhiên chúng tôi phải tới ủng hộ rồi. Luôn tiện chúc sinh nhật cho cổ. À, Trác Tham Sự, mời qua bên này ngồi. Được, mời ngồi, mời ngồi. À, anh Sơn, chuyện gì nữa? Không, ra thăm anh thôi. Chú giỏi lắm, gài cái bẫy cho tôi đạp. Sao lại gài bẫy cho anh đạp chứ? Thật tình tôi có giới thiệu Trác Tham Sự cho anh biết mà. Chú thì nói nghe hay lắm. Chú còn mạnh miệng nói với đám anh em của tôi, nói Trạch Kim Đường thả đao ba rồi. Thôi được, người đâu? Có dài có trả. Chuyện này cứ để cho tôi lo hết cho. Tôi không làm cho anh mất mặt đâu. Chú nói đó nghe. Đi thông thả nghe. Quan Sơn ở đây, Trạch Kim Đường nhất định thắng ngươi. Đúng vậy, anh Sơn mà ra mặt, Trạch Kim Đường đâu dám không lễ mặt chứ. Quan
Hôm nay quy mô lớn lắm. Cũng được, cũng được. Em dùng danh nghĩa công ty Tam Hành quyên góp 100.000 đồng bạc. Không thành vấn đề. Chính phủ vui vẻ, Ý Hồng vui vẻ. Nếu luôn cả số tiền này cũng không muốn bỏ ra, vậy thì chính phủ sẽ tưởng chúng ta không mạnh bằng ngoại quốc. Đại ca, nếu anh muốn thái bình hơn nữa thì thả luôn Đao Ba lại càng tốt. Không được. Con chó điên đó mới tới bỉ mặt tôi. Miễn thương lượng. Anh cũng biết con người của anh là như vậy rồi mà. Tính của anh luôn cứng đầu như vậy. Anh thả Đao Ba ra, anh sẽ không còn cái cớ nữa. Nó không có, nhưng tôi có. Mày hả? Mày hả mày? Thì ra là mày. Tân chính phủ cũng vừa mới thành lập, họ cũng không muốn nhìn thấy Thượng Hải rối tung như vậy. Chỉ cần công ty tiếp tục kiếm được tiền, em bảo đảm ảnh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói cho cùng, anh mới là đại ca kia mà. Được, chú canh chừng nó cho tôi. Nếu nó có động tĩnh gì, chú lập tức xử lý cho tôi. Ai cười mày tới? Đám con các người đánh chết ba của tôi phải liều với mấy người. Mày là con của chú Hoa, thì ra người mà Đao Ba giết là chú Hoa. Dạ nói về. Hàng Lâm. Anh Thiên. Mới nghe điện thoại sao? Cậu Kỳ xảy ra chuyện rồi. Tranh giới quá. Có biết tại sao tao đánh mày không? Không phải do mày lấy đá chọi tao, chọi hư xe của tao, mà là tao biết có một người nhất định tới cứu mày. Dừng tay đi. Có phải anh muốn đánh chết nó không? Sao hả? Phải hả? Nó là người của chú mà, không thể đánh được. Thật ra anh muốn cái gì chứ? Chú nghĩ sao? Thả ra. Ai bước tới tao đánh kẻ đó. Anh cũng biết tôi và chú Hoa có quan hệ gì kia mà. Cho dù hôm nay anh giết tôi cũng phải đưa nó đi. Chú nhất định bảo vệ nó chứ gì? Còn bảo vệ Trạch Kim được chứ gì? Kêu vợ tôi tới đàn áp tôi, đứng về phía người ta đối đầu với tôi. Chú có coi tôi là anh em của chú không? Không có ai là anh em sao? Nếu tôi không coi là anh em, đứa nó không làm nhiều chuyện vậy rồi. Chú làm cái gì chứ hả? Rõ ràng hôm nay chú giúp Trạch Kim Đường tới gạt tôi, bí mật tôi. Đến giờ cục tức của tôi vẫn còn ở đây. Tôi gạt anh? Tôi làm sao gạt anh chứ? Đao Ba thực sự quan trọng với anh như vậy sao? Chẳng qua anh muốn mượn nó là cơn điên thôi. Tôi đã cố nhịn rồi, cố gắng không lên tiếng. Tôi không phải vì Tam Hành, không phải vì giúp anh. Tôi có làm như vậy hay không? Món nợ đó anh chưa tính với tôi đó. Chú tính với tôi? Năm xưa tôi đã dẫn chú vào nghề, bao nhiêu năm nay tôi luôn che chở cho chú. Còn nữa, năm xưa tôi mất đứa con cũng là vì chú thôi. Chú làm sao tính với tôi? Nói sao cũng được, hôm nay tôi nhất định phải đưa nó đi. Được. Chú muốn đưa nó đi chứ gì? Đem xác của nó đi đi. Anh muốn giết nó, anh giết tôi trước đi. Nổ súng đi. Hãy nổ súng. Chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa. Kiều Ngạo Thiên, tôi nói cho chú biết, từ nay cho dù xảy ra chuyện gì, tốt nhất chú đứng về phía tôi. Nếu không, đừng trách tôi không có tình ngươi. Bến tàu Lục Thập Phố.
Anh Thiên à, em vô dụng quá. Trả thù không phải là như vậy. Đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Cẩn thận. Cẩn thận đó, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận à, từ từ thôi, từ từ. Thiếu nợ phải trả. Có nợ trước sau cũng phải trả. Chú Hoa, yên tâm đi, con sẽ giúp chú lo liệu cho cậu Kiệt và Thiếm Hoa. Sao